Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Honey Beauty. Lại là Dương đây ạ. Và hôm nay Dương sẽ làm một clip về chủ đề là 6 bước để mà làm nail tại Honey Beauty thì sẽ như thế nào. Và mọi người có thấy không ạ? Là đây là cái bạn khách quen của Honey. Lần trước là Dương cũng đã nhờ bạn ấy giúp để mà làm một cái video về nấu mi rồi đấy ạ. Thì hôm nay bạn ấy quay lại trở lại để bạn ấy làm nail. Thì mọi người hãy cùng theo chân Dương để mà xem là quy trình làm nail tại Honey như thế nào nhé. Thì đến với bước đầu tiên, đó chính là bước tư vấn khách hàng. Thì đầu tiên tư vấn khách hàng thì có những cái gì đúng lưu ý ạ? Thì tất nhiên đó chính là mình phải xem tay khách hàng như thế nào rồi, đúng không mọi người? Và phải nhu cầu của khách hàng nữa, như là khách hàng này thì móng ngắn này, thì họ có muốn đắp hay không, hay là úp móng hay không, hay là họ chỉ muốn làm trên móng thật hay không. Và tiếp theo là mình sẽ tư vấn về cái sở thích của khách hàng. Như là bạn khách này thì độ tuổi của bạn còn trẻ, bạn còn là thủy tinh, cho nên là bạn ấy thích những cái mẫu nail là style hàng Nhật này, vẽ đơn giản này, hay là những cái mẫu vẽ line kiểu Nhật Bản này, kiểu Hàn Quốc đồ đó. Thì ở đây Honey cũng đã trưng một số mẫu sẵn về những cái bộ nail mà style Hàn Nhật phù hợp với cả giới trẻ bây giờ. Và ngoài ra thì Honey cũng sẽ có thêm những cái bảng mẫu nữa dành cho những các chị mà thích nail thanh chảy, long lanh, hay là thích nail bling bling một chút xíu là cũng có luôn nha mọi người. Honey có sẵn về cái nail style Hàn Nhật, em xem thử như là em muốn thích mẫu nào. Với cả là cái tay em ngắn như thế thì em muốn giải pháp của mình là em muốn úp móng hay muốn đắp móng hay muốn làm trên móng thật. Dạ móng em nó ngắn ngắn quá nên là em muốn mình úp móng á chị. Em úp móng. Dạ đúng rồi. Tại vì giờ em cũng muốn làm cho nhanh nữa, em sắp phải đi học á. Mình có mẫu nào phù hợp với em không chị? Về cái úp móng thì nó làm rất là nhanh mà nó chơi cũng khá là bền em ạ. Chứ nó cũng không phải là như một số người ấy, mua móng sẵn ở ngoài xong rồi về nhà tự úp ấy, thì 2-3 ngày rụng thì bên Honey sẽ không có chuyện đấy xảy ra nhá. Bên móng úp với bên chị có chơi bền lắm sẽ 2 tuần, có người chơi bền nữa là cả 3 tuần được cả tháng luôn á. Vậy thì bây giờ chị có một số mẫu thì em ưng mẫu nào và em thích cái form móng của mình là form vuông, form tròn, form nhọn hay form thang? Em thích hai mẫu này nè, nhưng mà bây giờ em chỉ có một bàn tay thì mình làm sao cho nó được cả hai đi chị. Ôi vậy à? Hay là mình chơi một bên này một kiểu, bên kia một kiểu nha. Thôi như thế thì kỳ lắm chị ơi. Ok, vậy là theo sở thích của em thì chị sẽ mix giữa hai cái mẫu này lại với nhau em nhé. Và bây giờ em chọn form móng thang, tròn hay vuông hay nhọn này? Em muốn chọn móng vuông á chị. Rồi vậy thì bây giờ chị sẽ tiến hành bước thứ hai làm mail cho em nhé. Bây giờ thì Dương sẽ tiến hành đến bước thứ hai. Thì thường thường nếu mà khách hàng mà không làm móng giả mà chỉ làm trên móng thật của mình thôi thì là mình sẽ cắt lại form móng cho khách, giữa lại để cho cái form móng nó được đồng đều với nhau. Nhưng mà đây là khách có úp móng thì mình sẽ có một cái công đoạn khác, đó là mình phải mài viền ra và mình sẽ mới tiến hành cắt ra, xong rồi mình mới tiến hành úp móng mọi người nha. Thì mời mọi người xem thử Dương làm như thế nào nhé. Thì khi mà mọi người đẩy da, mọi người nhìn thấy cái da của khách hàng nó được đẩy ra, nó được làm sạch không ạ? Nó là sạch thì không phải là sạch hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ giúp mình sạch hết là những cái da ở bên trong khóe đó mọi người. Thì như vậy cái công việc mà mình cắt da nó sẽ khỏe hơn, với cả nó cũng sẽ sạch hơn. Và cái đầu mài này mọi người nó rất là mịn, cho nên là nó kể cả nó có chạm vào da như đây, nhưng chạm vào tay ra cũng không hề đau, nên mọi người cứ yên tâm về cái sự an toàn tại Honey mọi người nhé. Không hề gây tổn thương và không hề gây đau rát gì đâu ạ. Thì bây giờ là đến với công việc và mình sẽ cắt da cho bạn mọi người nhé. Cắt da và làm sạch cho khách hàng. Thì đây, bạn mẫu đã ngâm được một lúc rồi ạ. Bây giờ mình sẽ đổi tay cho bạn. Rồi, và đây là kem mềm da nha. Kem mềm da này rất là mịn, chứ không phải là cái loại đặc như trên thị trường thông thường đâu ạ. Và các loại này sẽ làm mềm da rất là nhanh. Trong quá trình chị cắt da cho em á, thì em có đau rát hay khó chịu nào thì em nói với chị nhé. Và bây giờ mình thả lỏng chị cắt nha. Và khi mà cắt da mọi người, Honey thì luôn luôn là quan trọng là khách hàng có bị đau không, có bị khó chịu hay không. Và khi mà mình cắt da ấy, mình phải cắt thật sạch, cắt cả da trong lẫn da ngoài, chứ không phải là chỉ mỗi cắt da ngoài không thôi ạ. Cái phần da trong tuy là mình đã đẩy ra rồi đó, nó đã hết rồi đó, nhưng có những cái da gọi là cái da mà nó sát với cả cái da ngoài á, thì cái đấy là mình đâu có đẩy được đâu, đúng không mọi người? Cho nên là mình cũng phải cắt thật là kỹ, cắt để cho nó không có bị sần sùi này. Và khi mà
khoa tác phẩm của mình làm xong, cái bộ nail của khách cũng sẽ được tròn form, với cả là không có bị tua móng. Nếu mà mình cắt không sạch các mọi người thì khi về nhà mà khách đụng nước là mấy cái phần da ở bên ngoài nó sẽ tưa hết, thì nhìn trên khách hàng cũng rất là khó chịu đấy ạ. Tại vì là Dương đang quay clip trực tiếp với khách hàng, và trong những trường hợp như thế này thì cũng có khách hàng ra vô mọi người, cho nên là mọi người thông cảm về những cái tiếng ồn xung quanh nha mọi người ơi. Đây là mình làm clip chân thật luôn đấy ạ, người thật thì thật luôn đấy ạ. Khi mài xong thì rất là nhiều bụi đúng không mọi người, mình phải phủi đi để cho nó sạch móng, rồi mình sẽ lau sơ băng bằng cồn lau gel, rồi mình tay đã sạch rồi này. Thế trước khi mình úp móng thì mình phải lấy móng giả và mình đo cho khách hàng để xem là cái móng giả có phù hợp với khách hàng hay không, nó có bị rộng quá hay không, hay là nó vừa khít rồi. Thì đây là Dương đã lấy sẵn một cái móng tiếp để mà mình ướm thử lên trên tay khách hàng là xem đã vừa hay chưa mọi người. Mọi người nhìn này, thì khi mà úp móng ấy, hai bên móng này phải ôm sát vào cái phần móng thật của người ta như thế này. Có thể hở một tí thôi, nhưng mà không được hở quá, có nghĩa là mình sẽ không có được dán sát như thế này thôi mọi người. Mình phải dán cho nó gọi là full móng đó, phải vừa với móng. Và mình sẽ dán cách chân này một tí ha. Cái móng thật của em nó khá là ngắn ấy, cho nên là nó sẽ không tránh được là cái tình trạng là nó sẽ hơi bị dính ra chút xíu. Thì tí nữa khi mà dán xong mình chỉ sẽ tách ra cho em nha. Thì khi mà mình úp móng ấy thì không có thể nào mà tránh được cái lượng keo nó sẽ thừa như thế này. Thì mình bên em chỉ cần lấy cái giấy và thấm keo đi thôi ạ, là vẫn thoải mái như bình thường. Em cảm thấy khó chịu hay đau gì không? Được không chị ơi? Đấy. Và sẽ có những cái móng ấy nó phù hợp với cả móng thật, và có những móng thì nó sẽ không phù hợp. Thì chắc chắn là mình sẽ phải rửa đi một tí để cho nó vừa khít với cả móng thật nha. Nó không có bị gờ lên hay là quá cộm hay là quá dày, hoặc là quá thừa. Rồi, kiểm tra lại một lần nữa. Rồi sau khi thấy nó đã vừa rồi thì mình bắt đầu mình dán keo thôi ạ. Thì sau khi mà mình đã úp móng xong cho khách thì mình sẽ cắt móng ngắn theo yêu cầu của khách nha. Thì khách này chỉ thích ngắn vừa thôi, không có thích quá dài. Tại vì đây, một xíu nữa. Độ ngắn này là em hài lòng chưa? Nhỏ, vậy là ngắn như này ha. Okay. Tình hình mình giữa form nha mọi người. Thì sau khi đã rửa form móng thì chắc chắn là phải mài cái móng giả để cho nó tiệp vào cái móng thật, nó không có bị gờ ấy mọi người. Thì cái mài này nó cũng không có sợ vào móng thật hay là sợ vào da đâu, tại vì mình chỉ mài trên cái móng giả thôi, thì cái móng giả nó chỉ mòn đi thôi, chứ da móng thật của mình hay là da của mình nó không bị ảnh hưởng nha. Thì sau khi mình đã mài nhám thì tất nhiên mình phải mài mịn lại thì mình sơn nó mới được mượt mà ạ. Rồi sau khi mình đã xong hết tất cả các bước chuẩn bị thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào mình sơn và mình design nhé.
Thì bước đầu tiên thì mình cũng sẽ sơn một lớp lót ạ. Mọi người thấy cái móng mà mình ốp ấy, có tiệp vào cái móng thật không ạ? Rất là tiệp luôn và nó không có hở một chút nào ấy. Thì khi mà mình sơn lên như vậy nó móng nó sẽ rất là đều, trong và đẹp ha. Xong rồi mình sẽ sơn lên cái lớp màu chủ đạo nha. Thì bạn này thích tông hồng, cho nên là Dương đã chọn cho bạn ấy là mix giữa là màu hồng ánh nhũ đậm với cả hồng ánh nhũ nhạt. Thì đây là màu hồng ánh nhũ nhạt nha. Thì cái màu này khách có thể tích lên kim tuyến mắt mèo đều được luôn, tại vì bản thân cái màu này nó cũng có ánh mắt mèo với 7 màu á mọi người. Bây giờ mình tiếp tục là mình sơn màu hồng đậm. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành vẽ cho bạn nhé. Vẽ theo mẫu thì mình sẽ vẽ những cái nét đường cong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vẽ, thì cái vẽ này gọi là vẽ gel xi măng nha mọi người. Thì nó tạo một cái hiệu ứng rất là tự nhiên. Bây giờ thì đến cái bước là mình đánh lá vàng nha. Để cho cái mộng của mình nó được sinh động hơn, nó có kiểu vàng những lớp vánh ấy. Và giờ là bước cuối cùng nha mọi người, là bước sinh nước bóng đấy ạ. Thứ tư đã xong rồi ạ. Thì bây giờ là khách hàng đang kiểm tra lại bộ móng của mình đã ưng hay chưa, có đẹp hay không, để mọi người có thể ngắm nghía bộ móng ạ. Thì em xin phép nói thêm bước thứ năm, đó là khi mà khách hàng đã xong bộ nail rồi thì về nhà chúng em cũng có chế độ bảo hành dành cho khách hàng về làm nail nữa đấy ạ. Và chúng em sẽ bảo hành cho khách hàng trong vòng 3 ngày về vấn đề là nếu mà khách hàng bị mờ móng này, hay là có bị gãy này, hay là có bị sức móng chẳng hạn, thì bên em vẫn bảo hành cho mình trong vòng 3 ngày nha mọi người nhé. Và tới bước thứ 6 cuối cùng nữa là chúng em sẽ bảo hành cho mọi người xong rồi chúng em cũng sẽ có gọi điện chăm sóc mọi người trong vòng 3 ngày tới nha mọi người. Và nếu mọi người có muốn trải nghiệm thử dịch vụ nail tại Hani Beauty thì mọi người hãy đến số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo ạ.